Ok, xin chào anh em. Hôm nay có một tin vui giới thiệu cho anh em luôn, là cái T300 này đã cóp, và cóp thì đã cóp được lâu rồi, và hôm nay đã có thêm tính năng là bit chip T5 nha anh em, 9x3. Ok, thì bây giờ em phải thao tác cho anh em xem nha. Ở đây thì em vừa update xong đó. Trước tiên anh em muốn bit được thì anh em phải update nha. Ok, thì ở trên này thì em đã có một cái đọc được một cái code của dòng IAZU ra đây rồi. Ok, bây giờ anh em vào phần sửa chip này. Đó, phần sửa chip nhá. Rồi, ok, nó có phần bit chip T5 nha. Rồi, ID11 này. Rồi, ok, bây giờ mình bit cái ID này này, trùng với ID này là anh em nghe là được, là nó ra nhá. Ok, 7D5S. Đấy, ok rồi, ok anh em bỏ cái con chip T5 nhé. Con chip này là chip trắng anh em. Rồi, ok anh em bỏ vào cái khu vực nhận chip của nó này. Nhấn enter. Đó, anh em. Nó báo là thành công này. Đó, biết xong và nhớ đếm tiền cẩn thận. Ok. Rồi, cảm ơn nhà sản xuất đã update một tính năng rất là quan trọng cho anh em làm khóa. Và giờ mình test lại nha. Đây. Và phần copy chip này. Đó, phần copy chip này nhá. Mình đọc xem mà đúng cái con chip anh em có biết chưa? ID anh em biết chưa? Đó, ok, 7D5F8. 7D5F486C410888F84. Ok, như thế là chính xác nha anh em.